Hello, xin chào cả nhà. Em xin tự giới thiệu, em là Hằng, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Như các bác cũng đã biết rồi, hợp tác xã Gia Phúc Sen là đơn vị chuyên rèn thủ công các sản phẩm dao bếp, dao đi rừng và nông cụ. Ngoài ra thì hiện tại em còn có bán thêm thốt và cả đặc sản Cao Bằng nữa mọi người nhé. Hôm nay thì em Hằng sẽ giới thiệu tới cả nhà mình hai cái cặp đôi mà đi rừng. Hai cặp đôi gồm một rìu và một dao curi chuyên để các bác có thể sử dụng đi rừng, đi picnic, đi cắm trại. Đó, rất là đẹp và chất sang mịn cho mọi người luôn nhá. Một cặp thì sẽ là gỗ mun và một cặp thì cầm chỉ như thế này. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu em giới thiệu từng cái mẫu cho cả nhà mình luôn nhá. Đầu tiên này thì sẽ là một cái con dao curi. Bản dao curi này có mã là curi KR30TMVG các bác nhá. Cả dao cả vỏ như thế này của nhà em thì đang có giá là 910.000 mọi người nhé. Cả dao cả vỏ là 910. Bản curi này thì cái phần lưỡi dao nó sẽ dài vào khoảng tầm 29 đến 30 cm, các bác, độ dài của lưỡi dao đến đây sẽ rơi vào khoảng tầm 29 đến 30 cm, và nó sẽ có cái độ uốn lượn cong như thế này một chút. Ở đây thì sẽ là bản có một mặt dập hoa văn tỉ mỉ như thế này mọi người ạ. Một mặt dập hoa văn và một mặt là bản trơn. Đối với cái bản curi này thì mọi người có thể sử dụng cho em để chặt cây, chẻ cành, hoặc là mọi người có thể sử dụng đi picnic, đi cắm trại thì bản này dùng rất là ok. Em có dập chìm chữ HT Gia Phúc Sen ở đây, có tem chống giả cho mọi người. Con này cán sẽ là cán gỗ mun này, chốt vào khâu thì sẽ là đồng thau mọi người nhé. Ở đây thì em sẽ có 3 chiếc đinh đồng như thế này cho cả nhà mình ạ. Bản curi này thì vỏ cũng sẽ là vỏ mun như thế này mọi người ạ. Vỏ cũng là vỏ mun. Bản này thì vỏ nó sẽ kiểu hơi hình nhọn một chút, nhìn rất là đẹp. Ở đây thì em sẽ có một cái gọi là cái khắc ở trên vỏ dao như thế này. Khi mà các bác mình sử dụng đi rừng á, đối với cái con curi này các bác có thể bảo với em là mình tết kèm cái dây mây cho mọi người thì dây gai cho mọi người, thì em sẽ tết kèm dây gai khi mà gửi đi cho các bác. Các bác có thể sử dụng đeo ở bên hông khi mà mình đi rừng. Rất là chất và sang mọi người ạ. Đối với bản curi này thì các bác cũng có thể sử dụng để trang trí cho em cũng được nhá. Trang trí bản này cũng rất là đẹp này. Vỏ gỗ mun. Nhà em thì gỗ sẽ là mun sọc, thế nên các bác có thể nhìn thấy cái này nó sẽ hơi kiểu sọc ánh xanh một chút này. Nhìn rất là đẹp mọi người nhá. Ở đây em không có phun sơn hay gì đâu, nó là cái bản gỗ tự nhiên các bác ạ. Đây, em sẽ đút vào vỏ cho các bác ngắm nhá. Đấy, nó sẽ có cái điểm giữ dao như thế này. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Thực sự cái dòng gỗ mun này, nếu mà bác nào mình yêu thích những cái sự nhẹ nhàng này và không quá gọi là sáng quá, thì mọi người có thể chọn cho em một cái bản dao curi cán và vỏ mun như thế này. 910.000 cho một cái bản curi, các bác có thể sử dụng đi picnic, đi cắm trại hoặc là đi rừng rất là ok. Em thấy các bác sử dụng, nhà em sử dụng bản này rất là nhiều để mà mình đi rừng chặt cây, chẻ cành thì bản này quá là ok. Đây, mọi người nhìn kỹ này, cái phần vỏ dao sẽ nhìn rất là rõ cái phần mun sọc mọi người ạ, mun sọc ánh xanh. Em có chốt đồng ở quanh cái phần vỏ dao này cho cả nhà mình mọi người nhé. Sử dụng rất là chắc chắn và bền. Còn gỗ mun của nhà em thì các bác cũng biết rồi là nó sẽ có ưu điểm là không sợ mùn mọt này, không sợ thấm nước, thế nên là mọi người có thể sử dụng rất là ok và dùng rất thích mọi người ạ. Đối với cái dòng gỗ mun này thì mọi người sử dụng càng lâu cái phần gỗ nó sẽ càng bóng các bác nhé. Lưỡi dao của nhà em đập rèn thủ công từ thêm nhíp xe ô tô, thế nên là sắc bén và bền. Em đều sẽ có bảo hành cho mọi người trong vòng 1 năm. Thứ hai, em sẽ lên với mọi người trong cặp này gồm một cái cây rìu như thế này. Bình thường thì nhà em sẽ chỉ có rìu cán gỗ cầm chỉ hoặc là cán gỗ tần bì em lên với mọi người thôi. Nhưng mà hôm nay em sẽ có lên rìu cán gỗ mun cho cả nhà mình. Đây, các bác có thể nhìn thấy gỗ mun thực ra là nó không lên được cái bản vân sáng như là gỗ cầm chỉ, nhưng mà nó cũng sẽ có vân này. Mọi người nhìn kỹ giúp em, cũng sẽ có vân kiểu sọc sọc, nhìn bóng và đẹp các bác nhé. Em có đục lỗ ở cái phần cán rìu này cho mọi người này. Thì nếu mà cả nhà thích, em sẽ tết kèm cái phần dây gai vào đến cái phần giữa cán rìu này, khi mình cầm mình không sợ bị trơn tay các bác nhé. Em có ảnh cái cán rìu mà có tết dây đấy, nhưng mà ở đây thì hôm nay em lại chưa tết cho mọi người được. Con này mã của nó đang có mã là R01 và đang có giá là 580.000 các bác nhé. 580.000 này. Ở trên cái phần lưỡi rìu em có dập chìm chữ HX Gia Phúc Sen như thế này, và có kèm tem chống giả cho cả nhà mình luôn. Đối với cái bản rìu này của nhà em thì các bác có thể sử dụng để chặt cây, đốn củi, hoặc là mình sử dụng để bổ củi thoải mái cho em luôn ạ. Một cái cây rìu như thế này thì nó sẽ có cân nặng rơi vào khoảng tầm 1,1 đến 1,2 kg. Riêng cái phần lưỡi rìu nó đã nặng vào khoảng hơn 7 lạng rồi các bác nhé.
cái phần độ rộng này nó sẽ rơi vào khoảng 10 cm, và dài này sẽ rơi vào khoảng 12 cm. Phần dày của sống diều này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 cm các bác nhé. Dày này sẽ rơi khoảng tầm 3 cm. Các bác có thể sử dụng để ví dụ như là các bác mình thích đập đinh thì mình có thể sử dụng cái phần này để mọi người đập giúp em cũng ok. Diều này thì nhà em sẽ được đập rèn thủ công từ trục lát xe ô tô các bác nhé. Trục lát xe ô tô này cũng sắc bén và cũng bền cho mọi người khi mà mình sử dụng. Nếu mà các bác không thích cái cán này, mọi người về mọi người có thể mua riêng cái phần lưỡi diều cho em. Riêng lưỡi diều sẽ là 350.000. Còn đối với cái cây diều R01 em đang cầm ở trên tay này sẽ là 580.000 mọi người nhé. Sử dụng đa chức năng cho em ạ. Mọi người sử dụng chặt cây, bổ củi đều ok. Hoặc là bản này mọi người sử dụng đi theo picnic cắm trại cho em cũng được. Cái cán nó rất là đẹp này. Cán diều gỗ mun này thì nhà em cũng mới chỉ làm được một thời gian gần đây thôi. Còn trước đây thì em lại không có cái bản cán diều gỗ mun như thế này mọi người ạ. Trước đây thì em chỉ có bản cán diều gỗ cầm chỉ thôi. Đấy. Nếu mà hôm nay mọi người mua cho em hai cây này, tức là mọi người mua hai sản phẩm gồm một diều và một dao curi như thế này thì em sẽ có giá ưu đãi hơn cho cả nhà mình mọi người nhé. Một diều và một dao curi của em ngày hôm nay tổng là 1.490.000. Thì nếu mà cả nhà mua ở trên video của em ngày hôm nay thì em sẽ giảm cho mọi người còn 1.415.000 cặp đôi như thế này mọi người nhé. Một cặp đôi đi rừng siêu chất và siêu đẹp luôn. Nếu mà các bác mình thích thì mình cũng có thể sử dụng cái bản này để làm trang trí cho em. Kể cả diều với cả là dao curi, cặp này rất là đẹp mọi người ạ. Cặp gỗ mun. Tiếp theo thì em cũng sẽ lên cho mọi người một cái bản cặp tương tự mọi người nhé. Cũng sẽ lên cho cả nhà mình một cặp tương tự nhưng mà sẽ là gỗ cầm chỉ. Bản này cũng rất là đẹp, nếu mà bác nào yêu thích những cái bản mà có vân thì mọi người có thể chọn sang cho em cái bản cặp thứ hai này. Sẽ gồm một diều và một dao curi. Đây, tiếp theo em sẽ lên với mọi người một cái bản diều nữa. Bản này thì có mã là R04, cũng có giá là 580.000. Nhưng con này cán sẽ là cán gỗ cầm chỉ. Bản này lên vân rất là đẹp mọi người ạ, không thể chê vào đâu được. Đây, các bác có thể nhìn kỹ từng cái đường vân ở trên cán diều giúp em này. Thợ đã thiết kế cán diều rất là tỉ mỉ và các bác có thể nhìn thấy cái độ uốn cong ở trên cái phần lưỡi cán diều của nhà em. Các bác cầm sẽ không sợ bị đau tay, trơn tay hoặc là bị trượt các bác nhé. Đây, cả hai mặt vân đều đẹp luôn các bác ạ. Mã này thì sẽ là R04, 580.000. Lưỡi diều nhà em cũng được đập rèn thủ công từ trục lát xe ô tô. Nhưng mà dáng nó sẽ hơi khác nhau một chút. Đấy, nếu mà các bác thấy thì cái phần lưỡi này sẽ khác cái phần cá lưỡi của R01 một chút. Cái bản R01 là cái bản truyền thống mà mọi người vẫn hay sử dụng. Ông bà mình ngày xưa cũng chủ yếu sử dụng cái bản lưỡi của R01. Đấy, mọi người vẫn hay gọi là diều này, hoặc là có một số bác sẽ hay gọi là búa. Còn bản này thì cái phần lưỡi nó sẽ hơi khác một chút. Tuy nhiên là cái độ rộng của lưỡi cũng sẽ rơi vào khoảng 10 cm, dài 12 cm. Chức năng của nó thì cũng sẽ giống nhau thôi mọi người ạ. Cả diều như thế này cũng sẽ nặng cho mọi người rơi vào khoảng tầm 1,1 đến 1,2 kg. Mọi người sử dụng cầm đầm tay cho em chặt cây, bổ củi, xẻ cành thoải mái mọi người nhé. 580.000. Con này lên vân đẹp lắm mọi người ạ. Các bác không mua chỉ có tiếc thôi. Em chỉ có một cây như thế này thôi và hôm nay em lên live với mọi người rồi. Nếu mà em bán là không còn nữa nha mọi người. Còn gỗ mun này hiện tại em cũng chỉ đang còn một cây thôi các bác nha. 580.000. Tiếp theo em sẽ lên với mọi người một cái bản dao curi nữa nhé. Bản này thì sẽ được mài trắng này. Cán sẽ là cán gỗ cầm chỉ, chốt và khâu thì sẽ là đồng thau các bác nha. Bản này thì có mài trắng rồi. Bản curi thì em thấy nhiều bác mình thích sử dụng đi rừng bởi vì nhìn cái con dao curi này các bác sẽ cảm giác là nó chất hơn đúng không ạ? Và cái cán này nó sẽ có một cái bo tròn ở cái phần cán như thế này. Thứ nhất là tạo điểm nhấn, thứ hai là mọi người cũng thấy là nhìn nó đẹp hơn và an toàn hơn, mình sử dụng mình cầm mình cảm thấy êm tay hơn đúng không ạ? Sẽ có từng cái khớp này. Cái này là thợ làm lên cho nó đẹp thôi mọi người ạ. Và thợ làm rất là tỉ mỉ các bác nhé, hoàn toàn là thủ công thôi. Sẽ có dập chìm chữ HTX dao phúc sen này, có tem chống giả. Cái bản dao này thì đập rèn thủ công từ thêm nhíp xe ô tô nhưng mà đã có mài trắng rồi mọi người nhé, chứ không phải là thép trắng đâu ạ. Cũng rất là sắc bén và bền này. Bản này thì cái phần lưỡi dao nó sẽ dài vào khoảng 30 cm. Cái độ rộng nhất của cái phần bo này nó sẽ rộng vào khoảng tầm 5 đến 5,5 cm các bác nhé. Curi của nhà em này, sấm lưng nó sẽ dày vào khoảng 5 ly. Đối với cái bản curi ban nãy lên với mọi người nó cũng sẽ dày như thế. Sấm curi này thì siêu chất rồi. Bác nào mà mình thích sự gọi là chất chơi này thì mình có thể chọn cho em cái mẫu dao curi này. Con này nhìn đẹp thật sự luôn mọi người ạ, trắng hơn ngọc trinh. Vỏ cũng sẽ là vỏ gỗ cầm chỉ như thế này các bác nhé. Dáng vỏ cũng giống cái dáng vỏ đầu tiên mà em lên với mọi người thôi. Tuy nhiên con này là gỗ cầm chỉ này, vân rất là đẹp mọi người ạ.
cũng có cái điểm G cho cả nhà mình như thế này. Tức là mọi người mà thích thì mọi người có thể báo với em là Tết kèm cho anh cái dây gai để mà mọi người sử dụng đeo bên hông khi mình đi rừng. Có cái điểm G như thế này thì khi mà các bác đeo bên hông mọi người không sợ nó tuột lên đâu mọi người ạ. Đấy, thì nó an toàn hơn. Hai mặt đều đẹp như thế này các bác nhé. Ở đây này, các bác có thể thấy cái em chốt đinh đồng ở đây cho mọi người. Có chốt đinh đồng ở trên cái phần vỏ dao như thế này, chắc chắn và bền cho mọi người khi mà mình sử dụng. Em sẽ có bảo hành cho cả nhà mình trong vòng 1 năm. Tức là ví dụ mọi người sử dụng dao đúng chức năng cho em mà nó có bị răm lưỡi này, sứt mẻ này, là bị gãy này, thì em sẽ bảo hành cho cả nhà mình nhé. Đây, em cho vào vỏ, nhìn con này sẽ rất là đẹp đúng không mọi người? Quay cả hai mặt cho bác xem khi mà con dao nó ở trong vỏ như thế này luôn ạ. Quá đỉnh luôn. Bản này thì sử dụng siêu chất. Cả nhà có thể đặt tết kèm dây và mình đeo vào bên hông khi mà mình đi rừng thôi, rất là đẹp. Có cái điểm giữ dao như thế này mọi người nhé. Khi mà các bác cho dao vào, này, kéo dao ra và các bác cầm ra là được. Bản này thì mới nên là đây. Rất là đẹp mọi người ạ. Con này có mã là KR30 và đang có giá là 750.000 các bác nhé. KR30 750.000. Hôm nay thì các bác mua cả cặp dao như thế này thì em cũng sẽ có ưu đãi cho cả nhà mình mọi người nhé. Mua cả cặp dao em cũng có ưu đãi cho cả nhà mình. Cặp đầu tiên thì em đã có ưu đãi em giảm cho mọi người rồi. Cặp thứ hai này em cũng sẽ có ưu đãi em giảm cho cả nhà mình nếu mà cả nhà mình mua cả dìu và dao curi như thế này. Cả dìu và dao curi của nhà em ngày hôm nay đang có giá là 1.330.000. Sẽ giảm cho cả nhà mình còn 1.264.000 mọi người nhé. 1.330 giảm còn 1.264 và miễn phí ship. Hôm nay thì em đã lên cho mọi người hai cặp dao dìu đi rừng rồi. Mọi người có thể ưng cặp nào hoặc là mọi người ưng từng cây lẻ thì các bác có thể comment lại ở ngay dưới video giúp em này, hoặc là mọi người nhắn tin gọi điện vào số điện thoại 0987 240 733. Quang nhớ nhắn tin Zalo nhé. Hôm nay thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video của em. Nếu mà mọi người còn muốn em lên thêm mẫu dao nào hoặc là mẫu thớt này, video về nội dung gì thì mọi người có thể để lại comment, thì lần sau em sẽ cố gắng em lên video cho mọi người đúng với cái nội dung mà các bác yêu cầu. Mọi người nhớ ấn like này, ấn share bài viết này và nhớ bật thông báo cái kênh YouTube của nhà em để mà mình có thể theo dõi những cái thông tin mới nhất cũng như là chương trình ưu đãi mới nhất của nhà em gửi đến cả nhà mình mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video lần sau. Bye bye cả nhà.